Tao muốn mày dẫn anh em đi xử tụi nó cho tao. Mày cho tao đứng ra ngoài chuyện này đi. Anh hai, mày tìm về đây làm gì? Ở đây an toàn rồi. Tệ nhất sẽ đến đây, không bao lâu nữa đâu. Tao thề với mày, nếu tao không xử nó, tao không phải làm người. Nếu mày đầu hàng và rút ra khỏi Chợ Lớn, tao sẽ tha cho mày. Tao lấy Chợ Lớn cho mày, rồi mày sẽ cho tao gặp Trang. Có những lúc con người ta cần phải tranh đấu, có được sự bình an anh ạ. Đánh hoặc bị đánh, đâm hoặc bị đánh. Xong rồi. Vậy hả? Action! Khai thác một cái thế giới của dân bộ đời đường phố. Câu chuyện và những nhân vật trong đây là lần đầu tiên mình kể và mình xây dựng nên, sẽ rất là Sài Gòn, rất là Việt Nam. Sở dĩ mình lấy một cái cảnh Chợ Lớn là vì Chợ Lớn cái hình ảnh của nó vẫn còn đậm đà những cái chất cũ kỹ, thâm thúy, gai góc, xù xì. Nó không có like những cái căn nhà mới vào. Về mặt hình ảnh trong phim khắc họa lên một cái bức tranh tổng thể đẹp, phù hợp với lại cái câu chuyện trong phim. Trong phim mình có mấy cái chung cư thì mình đang tìm những cái bối cảnh mà nó thích hợp với lại cái nhu cầu của kịch bản. Khi mình tới đây thì mình thấy nó rất là cái không khí và cái không gian, cái cảm giác của cái nơi này nó rất là thích hợp với lại cái thế giới trong cái câu chuyện của mình. Khi mà anh em bước vô đây á, là tất cả mọi người rất là hớn hở và phấn khích. Và người mà vui nhất á, là anh Lĩnh, tức là anh thiết kế. Tại vì đúng ra là anh phải dựng lại hết mấy cảnh này, nhưng mà khi vô thấy như vậy là công việc của anh trở thành gần như là không cần phải làm gì nữa hết.
mà chỉ còn lại là ngồi rung đùi chờ tiền rụng xuống thôi. Chừng một cái nhà nữa dưới á, một lắm đó nha. Cái này so với cái mà cái nhà hoang chỗ kia thì cái này có vẻ đẹp hơn. Trời ơi, nhảy từ bên đây nè, bay qua bên đây luôn nè. Băng qua bên kia trong lỏng. À, đây anh được. À, anh không thích cái này nè, tại vì khi mà cái POV của ông Lâm nó chạy vô em. Nó vô rồi. Nói đến thể loại phim hành động thì nó có nhiều cái vấn đề mà mình phải lưu ý lắm. Thứ nhất là vấn đề là an toàn cho những cái màn hành động. Nếu mà nó là an toàn quá đó thì những cái màn hành động nó sẽ thiếu phần đột phá. Nó sẽ không có ngoạn mục. Cho nên là mình phải chấp nhận những sự rủi ro. Thì những sự rủi ro đó, khi mà mình nói chấp nhận những sự rủi ro đó thì rất là dễ gây ra tai nạn. Thứ hai nữa thì cái hệ thống kiểm duyệt mình nó chưa có cái rating như là bên Mỹ. Tức là mình chỉ có 16 tuổi, dưới 16 tuổi thôi. Khi mà mình làm á, thì chắc chắn những cái pha hành động này nó sẽ cấm cha 16 tuổi xem. Thì cái đó cũng là một cái vấn đề trở ngại khó khăn, tại vì 30-40% cái thị trường điện ảnh của mình là các em dưới 16 tuổi. Thứ hai nữa là vấn đề những cái màn hành động mà nó mang tính bạo lực thì có thể sẽ bị duyệt ra. Đó, và khi mà nó bị duyệt ra như vậy, những cái màn hành động nó sẽ bị lũng lỗ lũng đoạn vậy thì nó sẽ giống như nó bị hỏng, giống như cái nhà mà nó bị dột vậy đó, nó sẽ bị hỏng. Thì cái mặt của cái màn hành động đó nó sẽ làm cho mình như là nó mất hay đi, nó mất hay, nó mất hiệu quả đi. Thì cái đó cũng là một cái mà mình là trăn trở với cái đó. Quản lý của quán lúc cuốn ra đón tiếp. Dạ dạ, có chuyện gì không anh? Kêu Tân Hùng ra đây. Thì thường thường mà trước khi mà bắt đầu bộ phim á thì luôn luôn là mình có một cái buổi như thế này, tất cả những cái diễn viên chính mình ngồi lại với nhau, mình đọc xuyên suốt cái kịch bản. Thì cái buổi hôm nay không phải là để cho các bạn diễn xuất, mục đích là để cho tất cả mọi người nhìn được cái tổng thể, cái thế giới và nhận ra được cái sợi dây, những cái mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau. So với lại những cái phim trước, những cái lần kịch bản trước ấy, thì mình nhận thấy cái lần kịch bản, đọc kịch bản này nó liên lạc hơn. Tức là ở đây mình thấy là nó giữ được cái sức nóng, cái mạch phim, cái sự căng thẳng của phim nó chạy từ đầu tới cuối. Và đây là cái buổi để mà mình bắt đầu bước vô cái giai đoạn cuối cùng để mà chỉnh sửa lại kịch bản cho nó có thể nó hoàn hảo, nó chặt chẽ, nó tròn trịa hơn. Mỗi lần câu chuyện nào mà rất là nhiều người diễn viên bị vấp phải, tức là khi mà đọc ra thì họ nói là Hương muốn gặp Lâm, đúng không? Hương muốn gặp Lâm á thì phải diễn như thế nào, là phải cái lo lắng, cái hồi hộp, tức là cái đó là người diễn viên suy diễn ra cái cảm xúc rồi bắt đầu diễn cái cảm xúc đó. Một khi em diễn cái cảm xúc đó rồi đó là em đóng khung cái cảm xúc lại, nguyên cái scene đó em chỉ diễn được ba cái đó thôi. Ví dụ như em nói là lo lắng, hồi hộp, mong đợi, thì bây giờ đó khi mà máy nó quay á thì em diễn cái gì? Em diễn lo lắng, hồi hộp, mong đợi. Nhưng mà em có lo lắng, hồi hộp, mong đợi thật không? Không. Không, đúng không? Tại vì cái này á là em sắp trước để em diễn trên cái mặt của em thôi. Đúng không? Rồi á, lo lắng, hồi hộp, mong đợi á, lúc nào lo lắng, lúc nào mong đợi, lúc nào hồi hộp. Bắt đầu mình phải sắp nữa, mình sắp bắt đầu 3 giây đầu tao lo lắng, cái 2 giây đó tao hồi hộp, cái 5 giây sau tao mong đợi. Đúng không? Đúng không? Lúc đó là thằng Lâm nó đâu, nó không có nữa. Lúc đó là chỉ có Hà Hiền nó đang ngồi, nó kiểm soát, nó đắp cái mặt lên, đắp cái mặt này, cái mặt này lên. Ở bên, chỉ là bên ngoài thôi, còn ở bên trong nó không có một cái gì hết, không có cái sức mạnh gì hết. Thí dụ nha, mà tụi em mà giỏi đắp mặt nạ đi, có nhiều người rất là đổi giá mặt nạ, ví dụ như đắp mặt nạ lên diễn nhìn rất là thuyết phục, đúng không? Qua mặt luôn cả mọi người, qua mặt luôn anh luôn, đúng không? Anh nói ok, good, move on, qua shot khác. Tự em sẽ thấy khó chịu, tại vì mình biết cái đó là giả.
Em hiểu không? Mình biết chứ cha hồi nãy đó là mình mặt nạ chứ không có thật, mình không feel được gì hết. Mà giờ ổng move on mà đâu còn cơ hội làm được đâu. Mai mốt á, nó ra cái màn ảnh lớn á là nó sẽ lòi ra hết. Điện ảnh nó khác tivi, tivi á cái màn ảnh nhỏ đó người ta không thấy. Em giả người ta không thấy nhưng mà điện ảnh con mắt của em nó bự vậy nè, nhìn mình thấy hết, giả là thấy liền. Bởi vậy cho nên nó là mà em xem tivi á họ diễn như thế nào á em vẫn chấp nhận được, mà em ra em xem thì điện ảnh mà diễn dở một cái là bị chửi liền. Đồng ý không? Là bị khán giả thấy liền, thấy phô liền ngay cái chỗ đó. Ồ kịch gì thấy liền. Nhưng mà trong tivi á là không ai thấy. Một cái chút xíu mà không thật ha. Một cái giây phút giả dối, một cái mặt nạ mà mờ ảo á là cái máy nó không bao giờ nó giấu. Nó là cái tấm gương nó phản ánh y như vậy. Thế cho nên chính em sẽ là người thấy khó chịu đầu tiên. Thường thường quay phim thì có hai ngày mà đáng nhớ nhất, khó quên. Tức là cái ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng thì tất cả những cảnh mà mình nợ cùng với lại cái lịch quay ngày hôm đó luôn luôn lúc nào cũng là giống như là chạy marathon, mà cái giây phút mà trước khi tới cái đường dây á là anh em dốc hết sức ra chạy. Khi mà buông ra là rã rời, mất khoảng một tuần sau mới lấy sức lại được. Còn cái ngày đầu tiên á thì lại có cái cảm giác ngược lại, là anh em rất là còn sung sức, mọi người vừa hồi hộp vừa hơi hoang mang bối rối lúng túng một chút xíu. Là vì cái guồng máy nó chưa có được ăn khớp lắm cho lắm. Thì mọi người sẽ tìm cách để mà phối hợp với nhau, cũng như là tìm cách để mà làm sao đó làm cho nó nhịp nhàng, đó là về đoạn phim. Còn riêng cá nhân mình thì cái ngày đầu tiên luôn luôn nó mang đến một cái cảm giác là lo lắng. Bởi vì khi mình bắt đầu một cái gì đó mình chưa quen thuộc lắm, thì nhiều khi mình có thể có những cái quyết định không chính xác, và sau đó thì mình cảm thấy hối hận. Cho nên là hồi sáng tới giờ trước khi mà tới đây đó là mình đã ngồi ở nhà tính rất kỹ những cái phân đoạn mà quay trong ngày hôm nay, và hy vọng là mọi người sẽ thực hiện, sẽ có một ngày đầu tiên cực kỳ là tốt. Ok, anh chỉ có một từ cho cái ngày đầu này thôi: điên khùng. Chạy hết tốc lực và điên hết rồi. Máy bóng chưa? Phải không? Bị đi vô sẽ đi tới đây, anh đứng lên nói chuyện ngay chỗ này. Ngày xong rồi anh dẫn đi vô đây để mà... Đây là lần đầu tiên mà anh lẽ được có một cái cơ hội để mà gặp người ta nhớ. Đúng không? Tại vì em là cái người mà đã muốn chứng minh thực lực của mình. Em tìm là em biết em là ai, đúng không? Tại vì lúc nào không nó nhốt em, đúng không? Nó nhốt em vô lòng kiểu vậy đó. Em là thằng muốn chứng tỏ cho bản thân mình, chứng tỏ cho anh em mọi người, đúng không? Và đây là một cơ hội. Chưa có nhiều hơi hồi hộp và lần đầu tiên nó đến nó gặp thầy nhớ. Trước đó là em đi là Phong đã nói mà mình tưởng đi chấm lộn mà hay lắm mà. Cái thằng nằm xuống không phải chỉ xác. Đêm nay bị nó hơi nói nó không có nhìn ánh sáng thôi cho em miếng bỏ nào. Bỏ nó lòi cái móng lên không sao đâu. Máy là sao, bao nhiêu quần chúng nhìn máy mà nhìn máy em nhìn trong phút giao mà là kìa ơi. Ngày hôm nay thì hơi hồi hộp một chút xíu tại vì mặt trời nó tức là cái shot cuối cùng mình quay xong á là bắt đầu trời nó cũng thường sáng. Nhưng mà tất cả những cảnh quay đều thành công tốt đẹp. Và chắc chắn là ngày mai sẽ là một ngày đầy thử thách nữa. Càng ngày nó sẽ càng thử thách hơn. Nhưng mà khi mà cái đoạn phim nó vô khớp rồi đó thì công việc nó sẽ chạy một cách suôn sẻ.